Tuần này Kim Thanh với Phạm Toàn Thắng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những ca khúc rất là hay được thể hiện bởi những giọng hát rất là khác nhau. Từ cái hồi phiên bản mới cho đến giờ thì Kim Thanh với Phạm Toàn Thắng có chia sẻ về những ca khúc đang rất là hit ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ là một cái sự thay đổi chút xíu, sẽ là một ca khúc được gọi là kinh điển, được các bạn mới thể hiện lại. Thì không biết là Thắng có suy nghĩ gì về ca khúc của tuần này không? Cái khúc này là một cái khúc em rất thích luôn á, thậm chí là em còn hát được nữa cơ. Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu thương, đúng không chị? Mình hát nguyên bài luôn không? À thôi, bữa nào là em rảnh em làm một cái bản cover phiên bản đúng phần Phạm Toàn Thắng thì em sẽ gửi đến mọi người. Phạm Toàn Thắng vừa thể hiện ca khúc Mùa Thu cho em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Đây là một bản tình bất hủ rồi, và quá nhiều giọng hát đã thể hiện nó. Riêng với Thắng đó thì Thắng đã từng ấn tượng với giọng hát nào trước đây trong lần đầu tiên mình tiếp cận ca khúc này? Ca khúc Mùa Thu cho em được quá nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện đúng không chị? Rất là nhiều cây đa, cây đề, rồi những cái giọng ca mà trữ tình rất là nổi tiếng ở trong cái nền âm nhạc Việt Nam của mình đã thể hiện. Anh Tuấn Ngọc cũng hát nè, anh Lân Nhã cũng hát nè, và còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà với em nha, khi mà nhắc đến chữ là mùa thu cho em thì đương nhiên em sẽ luôn ấn tượng với một giọng ca nam sẽ hát. Bởi vì em vẫn nghĩ rằng là cái sự dịu dàng, một cái sự chín chắn, một cái sự ngọt ngào của một người đàn ông sẽ hay nhất với ca khúc Mùa Thu Cho Em này. Nhưng mà Kim Thanh có tìm hiểu sơ thì thấy những cái phiên bản đầu tiên lại là ca sĩ nữ hát đấy. Dạ đúng rồi. Thì em nghĩ rằng là thời điểm mà của chú Ngô Thụy Miên mà sáng tác á, thì các giọng nữ thì nó là nổi bật hơn ở cái thị trường âm nhạc của Việt Nam mình thời đó. Nhưng mà với em á, khi mà em nghe một bài hát thì em còn nghiên cứu về mặt ca từ nữa. Thì em nghĩ rằng là khi mà chú Ngô Thụy Miên viết ca khúc này, đó là tâm trạng của một người đàn ông. Và rõ ràng với một cái giọng hát trầm ấm của một người đàn ông khi cất lên với ca khúc này thì nó sẽ được có sự tinh nức. Tức là mình nghe một bài hát mà mình tin với cái người hát đó hát hơn. Một mùa thu cho em đúng không? Thì em nghĩ là với một người đàn ông mà dành một mùa thu cho một em nào đó em thấy nó sẽ rất là ngọt ngào và lãng mạn hơn là một cái người phụ nữ hát một mùa thu cho em. Khi mà một giọng ca nữ hát mùa thu cho em thì giống như là một cái sự dặn dò với lại chính mình hoặc là với lại một nữ nhân nào đó. Nhưng khi mà một giọng ca nam mà hát mùa thu cho em, đó giống như là những cái lời tự sự tâm tình rất là chân thật mà gửi đến cho một cái người thương nào đó của mình. Và vì cái ca khúc này được quá nhiều người hát rồi cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ không có nghe cái phiên bản gốc giống như là những tuần trước, mà chúng ta vào thẳng những cái bản cover luôn. Và cái điểm đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là các bạn cực kỳ trẻ, ví dụ như là Quang Trung nè, Chu Ki San, anh Tú, Phương Mỹ Chi hay là Phạm Anh Duy ấy, thì Thắng suy nghĩ như thế nào nếu mà những bạn này cover lại? Em thấy rằng là khi các bạn trẻ cover là những ca khúc xưa mà lại được thể hiện bằng cái cách hát nó rất là Gen Z sau này đó, tức là các bạn thể hiện bằng cách hát của chính các bạn và thổi một làn gió mới vào trong những cái tác phẩm này, thì đó là một cái điều rất là hoan nghênh. Bởi vì nếu như mà một cái ca khúc nó đã ra đời từ mấy chục năm trước mà mình lại vẫn hát theo cái cách của mấy chục năm trước nữa thì nó đâu có gì để bàn đâu, đúng không chị? Khi mà chị Kim Thanh gửi cho em 5 cái bản cover của 5 bạn thế hệ này, mỗi người đều có một cái giọng hát, một cái cách xử lý nó rất là riêng biệt, rất là đặc trưng của thế hệ trẻ này, thì em nghe em cảm thấy rất là fresh, rất là tươi á. Thì ra thì nhạc xưa, nhưng mà nếu mà mình được hát bằng một cái phong cách mới hơn, bằng một giọng điệu và một cái cách tư duy mới của bây giờ thì hoàn toàn nó vẫn có thể đánh động đến trái tim của những người trẻ bây giờ. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nghe cái bản đầu tiên Mùa Thu Cho Em với sự cover của Quang Trung. Quang Trung là diễn viên đóng nhiều thể loại vai, đặc biệt là các vai hài rất là duyên, nhưng mà bây giờ thì Quang Trung cũng đi hát nhiều. Nhiều lắm luôn á. Em thấy giọng hát của Quang Trung như thế nào, và riêng trong ca khúc này thì sao? Với cái bản cover của Trung á, là Trung hát một mẹ trên một cái nền piano đúng không? Rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào, mà em nghĩ rằng là các bạn trẻ bây giờ rất là thông minh khi mà lựa chọn mà cover lại cái ca khúc Mùa Thu Cho Em của chú Ngô Thụy Miên mà một cách sách gì đó rất là mộc mạc và chân thành của tuổi trẻ bây giờ, và các bạn phối nó rất là giản dị như vậy. Thì em nghĩ rằng đó là một cái mà mấy bạn muốn nói lên cái nỗi lòng của mình thôi. Với Trung á, thì thực ra là em đã có rất là nhiều cơ hội để mà nghe Trung hát ở các show diễn, vì mang tiếng là Trung là diễn viên hay là diễn hài hay gì đó, nhưng mà Trung đi diễn nhiều lắm nha chị. Trung diễn ở các show, ở các phòng trà, rồi ở các tụ điểm ca nhạc rất là nhiều.
Và may mắn thay rằng là giọng hát của Trung nó vẫn có một cái điều gì đó nó rất là hợp với lại phòng trà và ở những cái quán mà nó có một cái không gian ấm áp và ấm cúng, bởi vì giọng Trung rất là mộc mạc và giản dị. Thì với cái bản cover của Quang Trung thì em nghĩ rằng là Trung đã thể hiện được một cái gì đó nó rất là chân phương của một chàng trai gửi đến một cô gái. Nó không hoa mỹ, nó không có một cái gì đó lên gân, nó không có một cái gì đó mà khiến cho người ta cảm thấy rằng là người ta phải đặt câu hỏi Trung hát câu nào là người ta sẽ cảm nhận được câu đó. Và em nghĩ rằng là bất cứ một cô gái nào khi nghe phiên bản cover của Quang Trung, người ta sẽ cảm thấy được là chân thật, giống như là người mình yêu đang hát cho mình vậy đó. Nhưng mà nếu mà so với những cái phiên bản trước đây đó, thì chị thấy có vẻ như là Quang Trung kiểu như là khá là trung thành với cái motif cổ điển, tức là bạn ít phá cách. Cái đó thì mình không trách được, vì như là em với chị cũng biết là công việc chính của cậu ấy vẫn là diễn viên đúng không? Thì hát nó vẫn là một cái thói quen hay là một cái đam mê của cậu ấy. Thì nó chưa phải là một cái gì đó mà cậu ấy sẽ muốn phá cách hay là muốn sáng tạo nhiều hơn trong những cái tiết mục hát của mình. Với cái việc mà cover một cách rất là mộc mạc và giản dị và rất là chân phương với cái tác phẩm này, thì em nghĩ đó là cái sự thông minh của Quang Trung. Tại vì nếu như mà cần một cái gì đó nó kỹ thuật hơn, một cái gì đó nó phá cách hơn, thì em nghĩ rằng hiện giờ Trung chưa đủ sức để làm chuyện đó. Nhưng đôi khi chính cái sự chân phương mộc mạc này lại tạo nên một cái hay và một cái nét riêng của Trung. Tiếp tục chúng ta đến với một phiên bản nữ, Mùa Thu Cho Em, với sự thể hiện của Chu Ki San. Chu Ki San có ra một cái album, bạn cover lại rất là nhiều ca khúc bất hủ, và Mùa Thu Cho Em là cái ca khúc đầu tiên mà bạn cover trong cái series này, có dựa theo những cái bản nhạc cổ điển lừng danh một thời đó, thì bạn sẽ ứng dụng vào cái phần hòa âm phối khí cho những cái tác phẩm này, kiểu như chat với Mô Sa ngày xưa của chị Mỹ Linh, nhưng mà cái đó là chị Mỹ Linh là viết lời, còn này Chu Ki San mượn cái phần giai điệu, gọi là cái beat và hòa thanh của những cái nhạc cổ điển ngày xưa. Đúng rồi. Cái này em cũng tiết lộ chị Kim Thanh luôn là với cái dự án này của Chu Ki San thì em là cái người nắm rất là rõ, bởi vì cái người mà làm dự án này cho Chu Ki San là bạn của em, và tất cả những cái bản thu này là em đã được nghe từ đầu và đều có em góp ý hết. Trời ơi, ghê quá. Vậy là hồi hỏi Thắng thích ca khúc nào, cái Thắng đó là Thắng thích Chu Ki San. Không, nhưng mà nói thì khi mà làm cái dự án này thì cái người music producer chơi cái dự án này là đã hỏi ý kiến của em rất là nhiều và cũng đã bàn bạc em rất là nhiều, và em cũng đã đưa ra những cái lời khuyên, những comment cho các bạn để mà làm sao mà cho nó tốt nhất cái dự án này. Thì với Mùa Thu Cho Em kết hợp với lại một tuyệt phẩm của Subang thì em nghĩ rằng là đây là một cái nước đi thông minh của một cái điều gì đó mà nó mang đến một cái hơi thở mới cho cái bài hát Mùa Thu Cho Em của Ngô Thị Miên. Bởi vì rất là tình cờ khi mà bản nhạc bất hủ này của Showbang thì nó lại cùng hòa thanh và nó lại có thể là một cái gì đó nó rất tương hợp với lại Mùa Thu Cho Em của chú Ngô Thị Miên. Thì em nghĩ rằng là đây là một cái tác phẩm cover rất là thành công của Chu Ki San khi mà mang đến một cái nét chấm phá rất là mới cho cái tác phẩm này. Chỉ có một cái duy nhất ở cái phần hát của Chu Ki San mà em chưa có hài lòng lắm. Đó chính là bởi vì bạn hát rất thơ, rất nhẹ nhàng, rất là đẹp, rất là hợp với tuổi teen. Nhưng mà đôi khi có những cái câu hát ở trong cái bài Mùa Thu Cho Em nó cần một cái sự trăn trở hơn, nó có một cái sự gì đó trưởng thành, một cái từ từng trải hơn, và nó cần một cái cách xử lý khác hơn để cho người ta cảm nhận rõ hết từng câu từng chữ của chú Ngô Thị Miên. Thì Chu Ki San là chưa làm được. Bài hát rất là tươi trẻ, rất là Gen Z, rất là nhẹ nhàng tất cả mọi thứ. Đó là một cái tác phẩm mà chị có thể remix trên Spotify hay trên cái nền tảng âm nhạc nào đó để mà mình nghe đi lặp lại. Nhưng mà để mà động vào cái cảm xúc của người hơn thì cần phải có một cái sự nghiên cứu về câu từ và câu chữ hơn. Thì cái đó là cái điều mà Chu Ki San chưa làm được. Nhưng mà em nghĩ rằng là từ từ bạn sẽ làm được ở trong những cái tác phẩm tiếp theo. Nhưng mà nhiều khi là chiêm nghiệm hơn thì các bạn trẻ lại không thích bằng. Mình không bao giờ mà mình làm hài lòng tất cả mọi người đúng không? Như bây giờ Uyên Linh bằng tuổi em, bây giờ Uyên Linh nó hát nó phải khác bây giờ chứ, bây giờ bắt Uyên Linh mà hát giống Chu Ki San nó cũng không được đúng không? Đúng rồi. Ở mỗi độ tuổi nó có một cái sự chiêm nghiệm khác nhau, và em nghĩ rằng là cái độ cảm nó sẽ thay đổi theo từng thời kỳ và khi mà mình lớn lên. Giống như em biết nhạc vậy đó, bây giờ kêu mà Phạm Tàng Thắng mà viết như Cô Bé Mùa Đông thì làm sao mà biết, không thể đúng không? Hồi xưa em còn yêu đời rồi kiểu mà tuổi mới lớn đúng không? Tin tin mơ mơ, từng cơn gió khẽ vô tình, chiếc lá lì cành. Còn bây giờ cái gì đâu mà từng cơn gió khẽ vô tình nữa không? Bây giờ lạc thì vẫn còn được, đúng không? Lạc thì được. Dạ đúng rồi, vẫn chờ yêu thương người nhan đợi ta chờ nắng lên vội vàng. Mình đến với một phiên bản nam khác nè, Mùa Thu Cho Em với sự thể hiện của ca sĩ Anh Tú. Thì Anh Tú có ba Anh Tú, thì trong đó có hai Anh Tú là hát được. Thì Anh Tú chồng Diệu Nhi và Anh Tú bạn trai của bạn nữ ca sĩ kia. Thì đây là Anh Tú của bạn trai bạn nữ ca sĩ kia, thuần nhạc. Nè, chị nói sai rồi nha. Sao lại chị có ba Anh Tú mà chị có hai Anh Tú được, còn một Anh Tú nữa?
thần tượng của em đó. Anh Tú là gia đình của chị Khánh Hà, Tô Chính Phong đó. Trời ơi, giọng ca của anh Tú là một trong những giọng ca em mê nhất. Trời ơi, anh Tú mà hát đôi bờ hay bến vắng là em xỉu lên xỉu xuống luôn. Em mê giọng hát của anh Tú hồi xưa lắm luôn á. Trời ơi, em mê lắm. Anh Tú Gen Z, mình đang nói anh Tú Gen Z. Ok, anh Tú Gen Z. Thì bây giờ anh Tú Gen Z bạn trong Xuân Hà Thu Đông và Lại Xuân. Đúng rồi. Khi mà chị gửi cho em 5 cái bản cover Mùa Thu cho em ở đây á, thì em xếp luôn cái bản Quang Trung nè, rồi bản của anh Tú với lại bản của bạn Duy là vào cùng một khía cạnh á. Một style. Một style. Mặc dù là các bạn phối nó có khác, cách hát nó cũng khác, nhưng mà nó là cùng một style. Nó là cái cách hát nó rất là nhẹ nhàng, mộc mạc, thể hiện cái sự chân thành của một chàng trai mới lớn, nói về một mùa thu, nói về một người mình thương, nói về những cái kỷ niệm đã qua mà nó rất là hồn nhiên khi nhìn nhận cái chuyện đó. Nó không phải là một cái sự gì đó nó quá chiêm nghiệm. Với bản cover của anh Tú trong Xuân Hà Thu Đông Lại Xuân thì em thấy rằng là bạn hát rất là tròn trị, rất là đúng anh Tú, vì em cũng quen anh Tú ở ngoài. Bạn đó rất là khiêu và dễ thương, thì bạn hát hát y chang như vậy luôn, rất là vừa vặn, dễ thương, tròn trị này nọ. Nhưng mà cũng giống như là của bạn của Quang Trung vậy đó, nó bị thiếu một cái sự chiêm nghiệm và thiếu một cái sự sức nặng. Nó thơ thơ, nhẹ nhàng, đáng yêu, ngọt ngào, một cái gì đó nó mơ mộng, nhưng mà nó thiếu một cái sự chiêm nghiệm nhiều hơn. Thì bản của anh Tú cũng y chang như vậy. Và bởi vì đó là một cái bản hát live cho nên thành ra là nó cũng không có quá nhiều điều mình bàn về cái bản phối, tại vì nó cũng là một cái bản acoustic guitar thôi. Nó không có gì quá là đặc trưng để mà mình có thể bàn quá nhiều. Nó không có sự đổi mới, không có sự phá cách hơn trong cái bản cover này, giống như là cái bản của Yuki San. Vì rõ ràng Yuki San đã kết hợp được một cái tuyệt phẩm của Soban với lại cái bài Mùa Thu Cho Em của Ngô Thị My. Rồi, vậy thì bây giờ mình qua một cái phá cách khác đi. Mùa Thu Cho Em phiên bản Phương Mỹ Chi và Đi Táp Làm Nhạc đây. Khi mà chị gửi cho em cái bản này á, thực sự là trước đó là em cũng từng đã nghe qua, nhưng mà em không quá để ý vì em còn không biết đó là Phương Mỹ Chi hát cơ. Nhưng mà khi mà chị gửi là em nghe là ồ, thì ra là cái bản này là của Phương Mỹ Chi, thì em rất là bất ngờ. Bởi vì em không nghĩ rằng là Phương Mỹ Chi đã cố gắng gọi là thay đổi bản thân của mình, đã thử những cái bản phối mới, thử những cái điều gì đó mới hơn trong những cái tác phẩm của bạn. Thì em rất là bất ngờ và cũng rất là hoan nghênh với lại cái bản cover của Phương Mỹ Chi. Bởi vì Mùa Thu Cho Em của Phương Mỹ Chi rất là hiện đại nha, rất là trẻ trung, rất là Gen Z, một cái tiếng nói thế hệ rất là mới. Mình nghe mình cảm thấy rất là fresh luôn á chị. Mình cảm thấy mình không có bị liên hệ với tất cả những cái gì cũ cũ hay là xưa xưa trước đây, và mình không nỡ để mà so sánh với những cái phiên bản đã trước đó. Và đơn giản đó chỉ là một cái phiên bản của Phương Mỹ Chi thôi, và mình nghe giống như là lần đầu vậy. Đó, đây là một cái bản cover mà em rất là hoan nghênh nha. Đi Táp Làm Nhạc thì chị cũng tưởng tượng được là nó sẽ ra kiểu như thế nào. Nó không thể giống như là các phiên bản khác được. Đúng rồi. Em chỉ có tiếc tí xíu của Phương Mỹ Chi thôi, là bởi vì với cái phiên bản phối của Đi Táp á, nó một cái chút gì đó nó hơi EDM, một cái chút gì đó của pop hiện đại, một chút city pop. Thì anh nghĩ là cái cách xử lý và cái cách hát của Phương Mỹ Chi nó nên gọn gàng hơn và nó hợp với lại cái tiết tấu và cái bản phối hơn. Nhưng mà cái cách hát của bé thì nó vẫn hơi pop ballad á. Tức là cái cách xử lý câu chữ, nhả chữ nó vẫn hơi pop ballad, thì đôi khi nó lại không hòa với là cái bản phối đó một lắm. Nếu như mà hát gọn gàng hơn, lắng nghe cái nhịp phách của từng bản phối hơn, ngắt nghỉ chữ nó hợp lý hơn, thì em nghĩ đây là một cái bản cover rất tuyệt vời. Bây giờ mình đến với phiên bản cuối với sự thể hiện của Phạm Anh Duy. Chia sẻ với Phạm Toàn Thắng một chút xíu là vui lắm. Cùng một đêm, Kim Thanh nhận được hai cái email từ các bạn làm truyền thông là gửi về Mùa Thu Cho Em của Phương Mỹ Chi. Một bên kia là gửi về Yuki San, cũng Mùa Thu Cho Em. Mình làm tin cái mình nói, mình có bị lộn hay không? Ủa sao mới đây Mùa Thu Cho Em Phương Mỹ Chi mà mới đây lại là Yuki San vậy? Cuối cùng ai hát bài này? Cuối cùng phải tìm hiểu ra là hai bạn cùng ra. Sang ngày hôm sau mình lướt Facebook, mình thấy Phạm Anh Duy chia sẻ cái bài này, mình nói ôi trời ơi, sao tự nhiên cùng một lúc thế này. Khi mà gần đây mình cảm thấy rất là nhiều cái bản cover theo cái cách mới của những cái ca khúc cũ của những nhạc sĩ ngày xưa rất là nhiều. Em nghĩ là công phần lớn từ bộ phim Em và Trịnh đó chị. Chị nhớ là cái hồi tháng 5 ra không, Em và Trịnh khi xuất hiện nó sẽ ra một cái gọi là cái hiệu ứng gọi là, em nói thật gì tích cực nha, em không nói thật gì tiêu cực nha, là mình có là fan nhạc Trịnh tháng 5 á. Tức là trời, em đi đâu quán nào cũng mở nhạc Trịnh hết. Đến mức mà một cái quán rượu, một quán cocktail bar mà em hay đi quen, thường là người ta chỉ hát nhạc nước ngoài thôi đó, thì họ cũng làm một cái đêm hát nhạc Trịnh luôn vậy. Tức là nó một cái hiệu ứng mà những cái ca khúc xưa cũ của Trịnh Công Sơn được hát lại bởi các bạn trẻ mới, và rất nhiều bản cover xuất hiện cùng lúc đó. Em nói đó không phải là nghĩ tiêu cực nha, em cảm thấy đó là một cái nghĩ tích cực, rằng là à, thì ra là cái những cái nhạc xưa nhưng mà khi mà được đánh động ở trong một cái tinh thần mới hơn, trong một cái đời sống nó mới hơn của những người trẻ bây giờ, thì nó vẫn có đời sống mà những ca từ đó nghe thì có tưởng cũ nhưng không, nhưng mà những cái ca từ nó, miễn là nó đẹp, nó thơ, nó có giá trị, thì bất cứ một cái thời điểm nào,
một cái vùng miền nào hay là ở một cái khu vực nào đi chăng nữa thì con người cùng lúc đó vẫn có thể cảm nhận được và vẫn có thể hát theo đúng cái tinh thần cái thời điểm đó. Thì em nghĩ là giống như là cái thời điểm tháng 5 của nhạc Trình vậy. Thì mùa thu cho em của Ngô Thị Miên ở cái mùa thu, cái thu vừa rồi, tháng 9, tháng 10 vừa rồi, nó cũng vậy đó. Đây là một cái khúc rất hay của Ngô Thị Miên, em nghe từ nhỏ và em rất là thích. Tại sao có một cái khúc thơ như vậy, nhẹ nhàng mà nó đáng yêu như vậy. Và em nghĩ rằng là đây là một cái khúc nó xứng đáng để có một cái đời sống lâu dài và được yêu thương và được mến mộ nhiều hơn. Thì với cái việc mà mùa thu tới, tiết trời thay đổi ở trên khắp mọi miền của Việt Nam mình, và những bạn trẻ ra những cái ca khúc cover mùa thu cho em của Ngô Thị Miên, thì em đó là một cái tín hiệu rất đáng hoan nghênh. Và khi nghe các bạn hát ở mỗi phiên bản, em vẫn cảm thấy là có một cái sự phá cách, một cái sự mà các bạn đặt cái tôi, cái tâm can của mình, cái tình cảm của mình vào trong cái ca khúc này, thì em đó là một điều rất là hoáng hoan nghênh. Cũng chia sẻ thêm với Thắng một chút xíu là mặc dù Kim Thanh là một người nghe có thể dùng cái từ sao ta, thượng vàng hạ cám, tức là nhạc gì nghe cũng được, thể đúng loại rồi, nào nghe cũng được. 20 năm làng sống xanh là nghe là banh xác rồi. Rồi nghe nhạc ngoại, nghe opera, nghe bán cổ điển, dân gian đương đại, nghe score, dạ, nhạc phim. Tức là cái gì nghe cũng được hết và vẫn có thể thấy hay ở từng thể loại hết, chứ không phải là thấy cái này hay cái kia dở nha. Dạ. Mặc dù là như thế nhưng mà Kim Thanh luôn dành một cái sự ưu ái và luôn thích những bạn khi mà sáng tác nhạc mà có cái phần ca từ trau chuốt và tinh tế. Nếu mà là nghệ thuật mà nó bổ bã quá thì đôi khi mình không có thích lắm, đang nói về gu cá nhân á. Đó là một trong những lý do mà Kim Thanh rất là thích nhạc của Phạm Toàn Thắng á nha. Cảm ơn chị. Phải những người có một cái đời sống nội tâm như thế nào và các bạn phải tinh tế ra sao thì các bạn mới có thể là viết được những cái câu từ như thế. Thành ra là với những ca khúc mà có cái phần lời mà nó đẹp như thơ như thế này, mình luôn rất là trân trọng tác giả. Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ. Trời ơi, nghe nó thơ. Mình có thể tưởng tượng ra một cái khung cảnh luôn á. Đúng rồi. Rất là đơn giản chứ vậy, thì mình có thể tưởng tượng ra một cái khung cảnh mùa thu như thế nào. Trời ơi, em thích quá. Quay trở lại bây giờ, Phạm Anh Duy thì cùng style với Quang Trung, cùng style cái Anh Tú luôn. Anh Tú, nhưng mà để nhận xét riêng thì có thêm gì riêng không? Nếu mà xét về giọng hát thì giọng Anh Duy rõ ràng là hay nhất trong các bạn nha. Em rất là thích giọng của anh Duy luôn. Em biết bạn đó là từ 2015 rồi, thì khi mà bạn đã thi The Voice trong đội Thu Phương á, thì em có làm mentor ở trong cái đội Thu Phương và em có đi và gọi là sao sát các bạn trong cái đó, thì rõ ràng là em rất là thích giọng của Duy. Vì nó có một cái gì đó, nó trữ tình, nó vẫn mới, có gì đó điềm đạm, đàn ông, nhưng mà đâu đó thì nó vẫn có một cái sự gọi là bùi phổi phá cách, một cái chất khàn ở trong cái giọng hát của Duy, nó rất là tình cảm á. Em rất là thích giọng của Phạm Anh Duy luôn. Cho nên khi mà nói đến bản cover của Phạm Anh Duy, mặc dù là về bản phối thì nó cũng guitar, nó cũng có một vài đoạn upbeat lên, nó cũng không khác biệt gì nhiều. Nhưng bởi vì từ giọng hát của Phạm Anh Duy, một cái giọng hát mà em đánh giá rằng là nghe rất đàn ông, có giọng hát rất là đàn ông, rất là từng trải. Và chính Phạm Anh Duy khi mà cất cái giọng hát đó, em tin vào cái bài Mùa Thu cho em hơn. Và em cảm thấy giống như là một cái chàng trai đang đem một cái mùa thu nào đó ngọt ngào, dịu mật cho cái người con gái mình yêu vậy đó. Thì em rất là thích cái bản cover của Phạm Anh Duy. Phạm Anh Duy thì chỉ biết từ cái cuộc thi Dream 2 của năm 2016 là bạn chiến thắng của cuộc thi đó, Khởi Đầu Ước Mơ đó. Khi đó thì Phạm Anh Duy kết hợp cùng với team của Khắc Hưng và Nguyễn Trần Trung Quân. Dạ. Có những cái bản phối của những cái ca khúc, ví dụ thậm chí Kìa Con Bướm Vàng mà bạn trội phối lại hát lại rất là hay. Đúng rồi, giọng Duy rất là hay. Giọng Duy là một cái giọng mà nếu mà được khai thác nhiều hơn, nếu mà được tận dụng nhiều hơn, đó là một cái giọng máy mà mình có thể khai thác rất là vô tận ở trong rất là nhiều thể loại nhạc. Đúng rồi, sau này có cái bài Đón Bình Minh cũng thấy cực kỳ hay á. Chỉ hơi dạ, tiếc là tại sao một bạn là về ngoại hình thì cũng ok. Dạ. Năng lực thì như thế, nhưng mà dòng đời đẩy đưa như thế nào mà bây giờ vẫn còn hơi lận đận. Để mà trở nên nổi tiếng được thì nó có quá là nhiều yếu tố đúng không chị? Mình làm ở trong showbiz hay là mình trong cái lĩnh vực âm nhạc này quá nhiều năm, mà mình hiểu rằng có những người mà họ nổi tiếng là bởi vì họ có số nổi tiếng. Nhưng mà em vẫn nghĩ rằng là Duy với một cái giọng hát trời cho như vậy và cái cách hát rất hay như vậy, có thể hiện giờ Duy chưa nổi đình nổi đám, nhưng khi mà Duy cất giọng hát lên chắc chắn sẽ luôn luôn có người muốn nghe. Có thể là Duy sẽ chưa có những cái bài hát nổi tiếng để ghi dấu ấn cho cái sự nghiệp của mình, nhưng với cái giọng hát đó, em chẳng nghĩ dù hát bất cứ một bài hát nào, người ta vẫn sẽ cảm thấy đó là một cái phần trình diễn rất là tuyệt vời. Bởi vì Duy có một cái giọng hát rất là ấm áp, rất là đàn ông. Và có thể là sau này Duy sẽ nối bước và đi theo cái con đường của anh Lâm Nhã hay là của Nguyên Hà.
đúng không chị? Ừ, họ cũng là xuất phát từ những cái gì đó rất là trầm lắng, từ những quán cà phê, từ những phòng trà, họ hát những ca khúc tự sự nhẹ nhàng và từ từ họ xây dựng lên được cái lứa khán giả của họ, họ cho một cái tệp khách hàng rất là rõ ràng, và khi họ cất tiếng hát lên, dù người ta có biết bài hát đó hay không, nhưng người ta chưa bao giờ thể phủ nhận được rằng là họ hát không hay cả. Đúng không chị? Chính xác. Và như vậy thì trong năm cái phiên bản này, bản thân của Thắng thì Thắng sẽ dành ưu ái cho ai xíu? Như em nói là em sẽ thiên vị cho Yuki-san nha. Đúng ngay mà. Không, không phải. Tại vì vấn đề là nếu như mà chị coi nó là một cái bản cover và làm mới lại một cái tác phẩm cũ thì rõ ràng mình công tâm nha, Yuki-san là người làm tốt nhất, đúng không? Chính xác. Đem một cái khía cạnh mới, đem một cái bản phối mới kết hợp với lại một cái bài hát kinh điển của Soban để mang đến một cái mùa thu cho em, một cái phiên bản nó vừa cổ điển mà nó vừa một cái gì đó nó phá cách và sáng tạo hơn. Trước mắt về cái phần trình bày của Yuki-san, đương nhiên nó vẫn có một cái sự gì đó thiếu trải nghiệm, nhưng cái tư duy để mà phát triển một cái bản phối và làm mới một cái tác phẩm cho một bản cover thì đó là cái điều mình đáng hoan nghênh nhất. Tiếp theo là Phương Mỹ Chi. Phương Mỹ Chi mang đến một cái bản phối đi tháp rất là trendy bây giờ, một cái gì đó nó rất là sao ta, nó rất là Hoàng Thị Linh hả? Em biết anh si tình, tức là những cái synth part của đi tháp mà đã sử dụng rất là nhiều trên tác phẩm của Linh, và bên đó cũng đã được vận dụng vào trong cái tác phẩm của Phương Mỹ Chi, mang một cái gì đó rất là trong trẻo, rất là mới mẻ nhưng cũng rất hiện đại, đó cũng là một cái điều rất là đáng hoan nghênh. Còn nếu mà xét về giọng hát nha, giọng hát và trình bày thì chắc chắn là Phạm Anh Duy rồi. Và Kim Thanh cũng rất là đồng ý với chọn lựa của Phạm Toàn Thắng, tại vì mình cũng thấy y vậy luôn. Dạ. Cảm ơn Phạm Toàn Thắng ngày hôm nay lại mang đến cho các thính giả những cái trải nghiệm thú vị khác trong chương trình này, và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau những cái số phát sóng tiếp theo, Thắng nha. Dạ đúng rồi, tuần sau vừa cho em một cái bài nào thật là hứng thú và bùng nổ nha chị. Em phải kiếm phụ chị chứ. Dạ ok, em chuyện nhỏ. Ok rồi, xin được chào tạm biệt Thắng và chào tạm biệt các thính giả.